Con hàu bà con ơi, con hàu ai ăn con hàu thấy nó tốt vô cùng cho sức khỏe. Nhưng mà ai cũng tốt, riêng có một số người này và bệnh thế này, vui lòng đừng ăn con hàu bà con nha. Nếu ăn con hàu thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và chỉ có xấu, xấu đi cho sức khỏe của mình. Đó là những người không nên ăn hàu, là người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý, người đang điều trị suy giảm hệ miễn dịch, người bị dị ứng với hải sản, hệ tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, phụ nữ đang cho con bú, bà bầu, viêm khớp, thống phong là vui lòng đừng ăn hàu. Đừng ăn hàu để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Đó là những người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền, người đang điều trị suy giảm hệ miễn dịch, dị ứng với hải sản, hệ tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa, bị tiêu chảy nha bà con. Đó, phụ nữ đang cho con bú, bà bầu, viêm khớp, thống phong, con hàu đó nha bà con. Cho nên chúng ta sẽ thấy nó tốt vô cùng. Thì ăn hàu nó tốt cho sức khỏe của xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương, cơ bắp tốt, tốt cho bệnh tim, mạch, tuần hoàn máu ổn định, tăng cường sinh lý cho nam, tăng cường trí não tốt, tốt vô cùng. Nhưng mà không phải ăn bao nhiêu cũng được, ta phải ăn không quá 4 con một ngày. Ăn 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. Ăn 4 con một ngày ăn không quá 4 con, ăn 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào. Woo!